đối với cả can thiệp mạch vành thì nó có những cái đặc thù cũng hơi riêng một tí. Và với cái can thiệp gần đây chúng ta chia làm hai cái mảng lớn, một cái mảng được gọi là can thiệp mạch vành, mảng thứ hai là can thiệp cấu trúc tim, bao gồm có động mạch chủ, các cái van tim vân vân ấy. Thì những cái can thiệp cấu trúc tim thường chúng ta phải planning rất là kỹ, làm lập kế hoạch rất là kỹ, nên là những cái biến chứng thì thường là gần như chúng ta không giải quyết được và nó cũng rất ít xảy ra. Thế còn mạch vành thì cái tính ngẫu nhiên nó xảy đến với cả và tức thời nó đến ngày nhiều hơn, cho nên là chúng ta cần phải có một cái dàn, tức là một cái cách thức để tiếp cận. Và thực ra đối với cả câu chuyện biến chứng này thì không ai nói mạnh được, và chúng tôi thường xuyên hàng ngày vẫn phải học tập từ những cái biến chứng của các bạn đồng nghiệp, và đặc biệt là từ các bạn trẻ khi các bạn làm không biết sợ ấy. Thành ra thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ được gọi là biến chứng, và như vậy thì chúng tôi thông qua đấy chúng tôi cũng học tập để mà lại tìm cách khắc phục thông qua các cái bảng kiểm hoặc là các kỹ thuật vân vân để chúng ta hiểu chuyện đấy. Thì đầu tiên là thế nào được gọi là biến chứng đấy, thì thực ra là chúng ta có những cái rất là đa dạng về cái được gọi là biến chứng. Ví dụ như là chúng ta cứ nghĩ biến chứng là một cái gì đấy nó rất là to, nhưng đôi khi cũng không phải là như thế. Có khi là chúng ta chỉ quên không kiểm tra là bệnh nhân có uống thuốc hay không, chúng ta quên cái bệnh nhân nằm đông quá, chúng ta quên không rút xít cho bệnh nhân, chúng ta quên không dặn bệnh nhân uống thuốc nọ thuốc kia, hoặc là chẳng hạn như một bệnh nhân mà đái đường mà đang dùng metformin mà chúng ta đi chụp mạch vành mà chưa cho dừng thuốc, đấy đấy là chúng ta cứ nghĩ là bình thường, là nhưng mà thực ra đấy có thể tiềm ẩn cái rủi ro rất lớn, như là suy thận cấp do thuốc cản quang nhà BCDF, thì đấy đấy là những cái thứ được. Thế có những thứ nó chỉ là một cái tụ máu ở tay, chúng ta nghĩ là bình thường nhưng mà đấy cũng cũng có thể được phẩm loại là biến chứng rồi. Thì chính vì nó các quan niệm nó rất là đa dạng như vậy cho nên là thường xuyên là báo cáo không đầy đủ và thường xuyên bị bỏ qua. Đấy, đặc biệt là vì ví dụ như này, bệnh nhân được can thiệp ngày hôm nay 2 3 ngày sau chúng ta mới thấy một cái thông động tĩnh mạch ở tay, và như vậy thì cái đấy là một cái biến chứng của cái việc chúng ta chọc mạch, nhưng mà không bao giờ chúng ta báo cáo lại, và cái người chọc đấy, bác sĩ gây ra cái biến cố đó có thể sẽ không bao giờ biết. Đấy, chính vì thế nên là làm thế nào để có một cái hệ thống để ghi nhận được tất cả các biến cố một cách trung thực để mà giúp cho chúng ta khắc phục và chúng ta có thể phòng tránh, thì cái việc đấy là việc rất quan trọng và thường xuyên bị bỏ qua rất nhiều trung tâm, đặc biệt là khi mà chúng ta làm quá nhiều như này và chúng ta thường có thói quen là ui giời tôi bận thế này tại sao lại phải ghi những chuyện đấy. Nhưng mà xin các bạn nghiệp là các bạn vẫn có thời gian để lên Face, thì chả có lý do gì các bạn lại không thể điền được một cái form liên quan đến biến chứng cả. Vấn đề là gì? Chúng ta không coi đấy là thực sự là một cái việc quan trọng, chúng ta coi thường cho đến lúc nó xảy ra một cái rất là đó đấy, à chúng ta mới chợt nhận ra là chúng ta không làm xử trí những chuyện đó. Đấy là lý do vì sao rất ít thông tin về cái tác động lâu dài, đôi khi chúng ta thường gọi là xem là không đáng để chú ý. Đấy. Thế đây là cái bảng phân loại, là có rất nhiều các dạng biến chứng khác nhau, ví dụ như có thể là tử vong liên quan đến can thiệp với bất kỳ nguyên nhân nào. Nếu mà mình làm một cái ca mà sốc tim chẳng hạn, tử vong thì mình có coi đấy là biến chứng hay không? Thì thực ra là vẫn cần phải ghi nhận, vẫn cần phải biết số phận các ca đấy là như thế nào để chúng ta có thể khắc phục. Nhiều khi chúng ta cứ làm xong rồi lại bỏ ở đâu đó, thành ra là chính vì thế nên thực ra trong cái quá trình đào tạo, đứng ở khía cạnh giáo vụ sau đại học thì chúng tôi rất không thích cái chuyện mà chúng ta thỉnh thoảng đến làm dăm ba cái như một ông thợ đi mất. Thì chúng ta không biết được bệnh nhân đấy thế nào, chúng ta không theo dõi được cái số phận người ta làm sao, và chúng ta sẽ không bao giờ biết được mọi việc nó diễn ra như thế nào. Tôi kể các bạn chuyện rất là ngắn, là trước đây chúng tôi bắt đầu triển khai đi theo đường can thiệp theo đường mạch quay từ khoảng năm 2007 gì đấy. Và sau khi chúng tôi đi, tôi fellow về khoảng 2 năm, bắt đầu chúng tôi làm ca mạch quay. Lúc đầu thì cứ từ từ tăng dần, mới đầu thì mãi không chọc được mạch quay, nói thật với các bạn là chọc đi xong vất vả thế, sờ mãi chả thấy, nhìn thấy rõ, sờ bắt được rồi mãi không vào được mạch, toàn phải làm vào cuối giờ, làm cái ca cuối cùng bắt đầu từ từ bắt đầu tăng dần lên ABCDF. Thì có một lần sau độ 1 tháng gì đấy, bệnh nhân mới gọi điện cho tôi là bệnh nhân mới có cảm giác bỏng rát ở trong cái cánh tay bên phải. Và cái lúc làm mạch quay người ta mới hỏi tôi là liệu cái đấy nó có phải là liên quan đến cái câu chuyện là tôi làm can thiệp có được mạch quay hay không. Bây giờ thì cứ thấy cái cảm giác tê bì ở bên đó. Và lúc đó là lần đầu tiên chúng tôi mới bắt đầu đi tìm hiểu và biết được hóa ra là chúng ta có một cái dị cảm liên quan đến cái chuyện mà đưa dụng cụ trong lòng mạch máu. Nếu chúng ta không gây tê, không giãn mạch tốt thì cái cảm giác thì nó sẽ còn nguyên ở lại, và nó không phải chỉ có ở mạch quay mà nó còn cả ở mạch đùi. Có điều là vì mạch đùi nếu chúng ta làm những cái dụng cụ nó bé thì nó không
cái mạch nó không gây co thắt, nó không có cái cảm giác rõ rệt như mạch quay. Và đấy là hiện tượng dị cảm khi chúng ta đưa một cái dị vật trong vào mạch máu. Lần đầu tiên mình biết được cái chuyện đó. Và sau đó mình bắt đầu mình nghĩ ra, và sau đó là thì nếu bây giờ ông đấy là một quan chức chẳng hạn, người ta cần phải ký, thì người ta lúc nào người ta cũng cảm thấy buồn bực ở trong tay phải thì người ta ký thì quá được, đúng không? Thì ví dụ đấy là một cái chuyện như vậy. Thế là mình bắt đầu mình nghĩ rõ là nếu như vậy chúng ta sẽ phải làm can thiệp bên tay trái như nào, rồi nó có các cản trở ra sao. Và bây giờ gần đấy nhất là câu trả lời là gì ạ? Là sau một thời gian thì người ta đã tìm ra là có thể chọc được cái đoạn xa của động mạch quay ở bên trái để chúng ta làm cái chuyện đó và để chúng ta tránh cái biến chứng nếu nó không có dị cảm như thế nào. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà chỉ có follow bệnh nhân, chỉ có theo dõi bệnh nhân, chỉ có tìm hiểu kỹ. Và chúng ta không chữa một bệnh mà chúng ta phải chữa một cái người bệnh, lúc đấy chúng ta mới nhận ra được và chúng ta mới tìm được các câu trả lời. Vì thế là nói câu chuyện xa xưa ấy để chúng ta mới thấy là gì ạ? Là đây là cái phân loại rất là to, nghe rất là to tát, nhưng đôi khi có những thứ khác mà chúng ta cần phải tìm hiểu cách kỹ càng. Đấy, thì đầu tiên là có những cái tử vong, hoặc là một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi, nói vui một tí cho các bạn. Ngày xưa khi mà chúng ta làm mạch đùi rất là nhiều thì xin lỗi các bạn là chúng ta bắt buộc cạo lông mọi người, cạo sạch. Cạo để cho nó bảo vô chủng với vệ sinh nọ kia. Và thực ra là có lẽ là chúng ta đã một phần nào đó đã gián tiếp gây ra gọi là sự bất hạnh cho một số các gia đình. Xong về sau này thay vì chúng ta cạo, chúng ta che phủ cái đơn giản bằng dính phát là xong. Vậy thì trước đây chúng ta đâu có nghĩ cái câu chuyện đấy đâu. Thế thì là thời gian đấy là sau khi một vị thầy của chúng ta đi học về áp dụng cái kỹ thuật đấy và trở thành cái truyền thống. Thế sau đó là gì? Chúng ta không cần phải cạo một tí nào nữa. Đấy thì những cái rất là nhỏ. Và nếu mà chúng ta quan tâm bệnh nhân, chúng ta sẽ thấy ngay. Thì biến chứng bao gồm có cái gì ạ? Tử vong, tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim, dù liên quan bất kỳ cơ chế là gì đều được phân loại. Rồi thiếu máu cơ tim, và đặc biệt cái này trước đây thì rất là nhiều. Vì sao? Vì các dụng cụ không tốt. Bây giờ các dụng cụ tốt rồi, các thế hệ stent tiếp nó tốt hơn. Nhưng cái biến cố nó xảy ra về cái chuyện nhồi máu lại, tắc stent nó hiếm lắm. Thành ra tại sao mà ngày xưa cái thời mà tôi mới ra làm thì cứ nói cái chuyện đấy là bắt đầu là thuốc men là như thế nào. Nhưng còn bây giờ thì gần như là gì ạ? Nếu mà có tắc lại stent thì phần lớn là do kỹ thuật của chúng ta. Cái đồ chúng ta quá tốt đi. Nên nếu chúng ta bỏ sót cái gì đó thì mới có cái biến cố như vậy. Rồi, bây giờ thì khi chúng ta làm các can thiệp cấu trúc nhiều hơn thì cái biến chứng đường mạch máu trở thành cái cực kỳ quan trọng. Tôi đã nhớ là chúng ta, và thậm chí là chúng ta đã mất một vài bệnh nhân chỉ vì những cái biến chứng về đường mạch máu, trông như một cái vết xì, ui giời, cái này có cái gì đâu, đai sách này có gì đâu, rồi thế là nó dẫn đến cái hematom sau khúc mạc, rồi sau đó là bệnh nhân rối loạn tất cả thứ, đi vào có trạng thái sốc và bệnh nhân không qua được. Thành ra là những cái thứ nó rất là tưởng là nó rất là đơn giản, nhưng nó cuối cùng trở nên rất phức tạp nếu như nó giống như cái chuỗi domino. Nếu chúng ta chặn được một vài cái chuỗi domino lúc ban đầu thì nó sẽ tốt. Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần có cái đầu óc tỉnh táo để chúng ta ngăn ngừa phát hiện cái biến chứng. Và chính vì thế nên là hãy coi cái biến chứng đấy là một cái cơ hội để chúng ta làm thay đổi cái hệ thống. Chứ đừng coi biến chứng là cái gì để kết tội. Ai cũng phải có biến chứng. Chỉ có người không làm mới không có biến chứng. Ngày xưa, trong những cái năm đầu tiên khi tôi mới làm nội trú, thì tất cả các biến chứng tôi đều tham gia, đều dính vào một tí, đều theo dõi bệnh nhân một tí. Thành ra là tôi cảm thấy cái chuyện đấy rất là rõ rệt. Và chúng tôi tạo dựng một cái văn hóa là gì? Chúng ta bàn luận rất kỹ càng với những cái người đồng nghiệp của chúng ta, những người phụ. Lúc mà mình kiểm tra đồ có gì đặc biệt không? Lúc mà làm can thiệp, lúc phụ có chi tiết gì không? Và mỗi một cái phân tích, một cái trao đổi đó như thế, một cái văn hóa phân tích kỹ lưỡng này sẽ giúp chúng ta khắc phục được biến chứng. Còn nếu bây giờ chúng ta quy kết, ui giời, ông này gây ra biến chứng, mai ông nghỉ làm, thì rất không ổn. Thì dần dần người ta sẽ không bao giờ bàn về biến chứng nữa, và cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất cái vị trí của chuyện đó. Tương tự như vậy, cách đây 2 năm chúng tôi tổ chức hội nghị biến chứng toàn bộ châu Á, thì khi mà nói bạn đồng nghiệp gửi lên công ca rất hay thì lúc đầu thì hào hứng, nhưng về sau bảo không thể mang kiện văn hóa chia sẻ. Nếu chúng ta không bao giờ nhìn vào được cái sự thật là gì ạ, là chỉ qua cái đó chúng ta mới phát triển và trưởng thành được. Chỉ khi nào chúng ta có thể thản nhiên nói về cái lỗi của mình, phân tích về những cái sai của mình, rút kinh nghiệm, chúng ta mới trưởng thành được. Đấy, cái đấy là cái mà phải nói là để chúng ta thay đổi quan niệm, và chúng ta không dùng cái biến chứng đấy để trách cứ ai, mà cái lỗi này bạn đồng nghiệp người ta gặp thì chúng ta cũng có thể gặp, và bây giờ làm thế nào để tránh nó. Chứ còn bây giờ quy kết nọ kia, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Thì đấy phải nói lại để các bạn hiểu chuyện đấy, và đây là một cái bản chuyện đó. Thế thì đối với cả những biến chứng can thiệp mạch vành thì đặc biệt là nó hay gặp trong gì ạ? Trong một vài cái tuần đầu hoặc là một vài ngày đầu, và đặc biệt cao nhất trong 24 giờ. Sau 24 giờ thì phần lớn là không có biến cố. Vì thế nên là
Gần đây những cái thành tựu mới cho phép là chúng ta phải tiên lượng và cho những bệnh nhân ra viện sau nhồi máu cơ tim cấp trong vòng 24 tiếng. Nếu chúng ta có đủ cái năng lực và chúng ta phân loại được là an toàn chứ không phải là không. Thế nhưng mà đối với cả những cái biến cố cấu trúc thì nó hơi chậm hơn một chút và nó đòi hỏi một cái sự theo dõi rất là dài. Chúng ta nhớ là cái thời kỳ lúc chúng ta đóng cái thông lý nhĩ bằng dụng cụ laser đấy, và có những ca mà phải mấy năm sau bắt đầu có BLV3 và chúng ta đã từng có bệnh nhân tử vong vì chuyện này, không phải ở Việt Nam nhưng ở trên thế giới, và người ta ghi nhận được, người ta bảo là tại sao một cái thủ thuật, một cái đối với cả một cái bệnh lý tương đối lành tính mà lại có thể gây ra biến cố tử vong ở một người trẻ. À, dụng cụ nó có vấn đề, vậy chúng ta phải thay đổi thế nào, đặc biệt là cái dù mà đóng PSD bộ thông liên thất. Thành ra là sau đó nó cải tiến rất nhiều thứ khác, làm thay đổi cái khác thì nó đòi hỏi một cái quá trình theo dõi lâu dài và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái bệnh lý. Thì đối với mạch vành thì phần lớn những cái biến cố cấp là xảy ra trong cái 24 giờ 48 giờ đầu tiên. Thì đây là các cái nguy cơ biến cố xảy ra. Đây mình thấy đại đa số là biến cố cấp tính, bao gồm có phải phẫu thuật, tử vong, nhồi máu cơ tim, rồi các cái biến cố nhẹ khác, ví dụ như mất một nhánh bên, đau ngực, rối loạn nhịp, rối loạn dẫn truyền, rồi thậm chí là chúng ta có các vết chọc của đường mạch máu, rồi tràn dịch màng tim, rồi tai biến mạch não, thì đây là những cái thứ mà nó có thể gặp ra. Thế thì và chúng ta có một cái nguy cơ để ước lượng các cái biến cố này. Tuy nhiên cái này đều là những con số để mà ước lượng mà thôi. Thực tế cho thấy là gì ạ? Là càng những trung tâm lớn chúng ta càng làm nhiều, càng làm các ca khó, thì đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là vượt qua cái dễ dàng hơn và chúng ta làm những ca khó hơn, ngày càng khó hơn. Chứ đâu có xu hướng là chúng ta dừng lại đâu. Chúng ta hôm nay chúng ta làm được một ca 80 tuổi thì hôm sau sẽ làm ca 81 tuổi, hôm sau nữa sẽ làm ca 91 tuổi, kiểu vậy. Chứ đâu chúng ta có dừng lại đâu. Và chúng ta cứ dần dần cứ lên như thế. Và vì thế nên thực ra các bệnh viện trường đại học đôi khi sẽ có tỷ lệ biến cố nhiều hơn. Tuy nhiên người ta thấy là gì ạ? Mặc dù tỷ lệ biến cố nhiều hơn nhưng khả năng sống khi xảy ra biến cố ở các bệnh viện trường đại học là gì? Là thấp hơn. Tại vì có đầy đủ cả hệ thống, có kinh nghiệm, có các phương tiện theo dõi, có các rút kinh nghiệm. Và vì thế là gì ạ? Là người ta vẫn cứ đến các bệnh viện trường đại học, chứ không phải là vì bệnh viện trường đại học có nhiều biến cố hơn nên tôi không đến nữa. Không phải như vậy. Thành ra là mình nhìn nhiều khía cạnh khác nhau và vì thế mà cần phải công bố tỷ lệ. Thế thì người ta mới thấy một cái hiện tượng là như này. Ở Mỹ chẳng hạn, người ta phải công bố cái tỷ lệ các biến chứng. Sau khi công bố tỷ lệ các biến chứng xong, tự nhiên ở New York là cái bắt buộc phải công bố tỷ lệ đấy. Thì tự nhiên là gì ạ? Là một loạt các bệnh nhân người ta không làm một số các cái thủ thuật nữa, chỉ vì cái tỷ lệ, đặc biệt là trong nhồi máu cơ tim có sốc tim, từ chối hết, bởi vì khi làm đấy chắc chắn chết mà, tỷ lệ tử vong nó cao. Và khi cao quá như thế thì bệnh viện có vấn đề, bác sĩ có vấn đề và người ta không làm nữa. Thế và người ta mới đặt ra một câu hỏi là vậy thì cái việc công bố tỷ lệ này có tốt hay không? Công bố là nên chung cho bệnh viện hay là cho két lép, hay là cho phòng máy, hay là cho bác sĩ để mà chúng ta giúp được cải thiện. Đấy, đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta nhìn rộng nhau ta sẽ thấy. Thành ra là đối với cả khía cạnh làm lâm sàng thì chúng ta dựa vào các cái thang điểm, đặc biệt mạch vành thì dựa vào phẫu. Thực ra cái này chỉ là một phần của câu chuyện thôi, bởi vì bây giờ chúng ta có rất nhiều các biện pháp để mà chúng ta làm. Đối với cả cái câu chuyện mạch vành thì nó có hai cái thách thức hiện nay vẫn đang chưa vượt qua được. Một là vôi hóa, hai là huyết khối. Thành ra là hai cái điểm đấy bao giờ cũng là cái trọng số để mà quyết định tỷ lệ biến chứng là như nào. Đây là cái bảng phân loại chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Chúng ta có thể coi đây là một cái quên không ghi chép bảng kiểm. Từ cái không ghi chép bảng kiểm bắt đầu là quên không cho uống. Từ chỗ quên không cho uống thuốc bắt đầu có gì ạ? Là tắc stent tại phòng can thiệp. Từ tắc stent phòng can thiệp là chết. Đấy là con đường để đi. Thành ra là gì ạ? Là khi một ca biến chứng xảy ra, bắt đầu chúng ta mới lần ngược trở lại. À, biến chứng này do khâu gì? Cái này là do ai? Vân vân. Thì sau khi chúng ta lần là do ai thì chúng ta đừng kết tội cái cá nhân đấy, mà chúng ta hãy thay đổi cái quy trình làm cái việc đó. Các bạn hiểu không ạ? Đấy là chúng ta sẽ ra rất nhiều các bảng kiểm là để tránh những cái error nhỏ mà cuối cùng dẫn đến tử vong. Đấy. Thế thì đây là cái sơ đồ như vậy. Sau khi phân tích dữ liệu rồi, tìm ra nguyên nhân rồi, bắt đầu mới tìm ra các biện pháp dự phòng, thử, bắt đầu mới đánh giá so sánh, lại tìm hiểu. Và có thể biến chứng nó sẽ nối từ biến chứng này, nối sang biến chứng khác. Đây là một cái bảng kết cấu của biến chứng. Lỗi của ai? Lỗi của con người. Lỗi của ai? Lỗi của kỹ thuật. Lỗi của ai? Lỗi của hệ thống. À, lỗi hệ thống là gì ạ? Ví dụ như là bây giờ mà cứ làm, ngày xưa tôi nhớ có thời két lép toàn làm đến 3 giờ sáng. Sau đó đến 5 giờ sáng lại một ekip khác vào làm việc tiếp, bởi vì thực ra có một cái máy, bệnh nhân thì đầy, máy thì hỏng, đúng không? Chẳng làm nào được cả. Thế thì, và nó sinh ra lỗi y khoa. Thế thì nếu bây giờ chúng ta biết cái lỗi đấy, chúng ta làm là gì ạ? À, một bài học khác giống như ở Ấn Độ.
người ta chia làm 3 kíp, 3 trung tâm khác nhau chia sẻ có một cái két lép, và két lép đó hoạt động 24/24. Có làm sao đâu, chẳng làm sao cả. Như vậy là cái lỗi đó hoàn toàn thể khắc phục được nếu chúng ta biết lỗi ở đâu ra. Đấy, rồi lỗi là gì? Do thiếu ngủ. Bình thường các bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày? Nội chú chúng ta thì đi học toàn ngủ gật, mà nếu mà nội chú mà không ngủ gật chứng tỏ ông không chịu làm việc. Bởi vì nếu ông làm việc thì đương nhiên ông phải buồn ngủ chứ sao? Đúng không ạ? Như vậy là nếu ông không ngủ gật thì ông không làm việc. Đấy. Là nếu mà đi giảng như này thì nhìn, ông nào ngủ thì biết đấy là ông năm thứ 3. Ông nào không ngủ đấy là ông năm thứ nhất. À xin lỗi, là ông nào ngủ đấy là năm thứ nhất, còn ông nào không ngủ là năm thứ 3. Tại vì cái thằng năm thứ 3 toàn sai thằng năm thứ nhất là. Đấy. Thì đấy là chúng ta dựa vào cái đấy thì chúng ta hiểu là cái lỗi đấy là do cái gì, nó bắt đầu sắp xếp lại. Rồi lỗi này là lỗi kỹ thuật. Thì ví dụ như là chúng ta có thể lạm dụng, chúng ta không tuân thủ hướng dẫn. Ví dụ cái này nó yêu cầu là phải tráng 3 lần, xịt 4 lần, chúng ta làm cắt đoạn này. Tôi nhớ một bài học cực kỳ xương máu, một lần tôi làm phụ, hồi đấy tôi là nội chú. Tôi mới phụ, trong lúc tôi mới lau cái dây dẫn, tôi thấy một đại cảm giác hơi gợn tay một chút. Tôi tặc lưỡi, tôi bảo ủi dễ gợn thì có cái quái gì đâu mà gì cứ làm tiếp. Và sao ạ? Và cái dây gai quai nó tước trong, nó rơi luôn cho người bệnh nhân. Loay hoay mãi mới không được. Để một case. Một cây khác tôi làm với cả một vị thầy của chúng ta đang ngồi làm mạch vành say sưa, mình mới hút ngược chiều, đáng nhẽ phải đi theo một, phải bơm theo một chiều thôi, mình lại làm theo chiều ngược lại thành cục máu đông. Và cái đó mình tặc lưỡi, ui giời cái này nhỏ chứ có cái quái gì đâu. Thế là 5 phút sau bơm cả một cục máu đông vào trong lòng mạch vành, và bệnh nhân đấy rung thất chết trên mặt mình, mà mình không có cách gì làm được, tại thời đấy không có cái gì để hút huyết khối ra. Đấy, ví dụ những cái nho nhỏ đấy, những cái tặc lưỡi nhỏ như thế, những cái làm sai chỉ dẫn như thế, nó sẽ gây ra biến cố. Đấy rồi, lỗi con người không đủ. Và cái lỗi con người này là cái là gì ạ? Là quan trọng nhất, là bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được. Các bạn nghe bài giảng này, các bạn đi các hội nghị biến chứng, các bạn trao đổi giữa các người làm việc với nhau, đặc biệt là ví dụ y tá phòng cái lép, những người ta phụ hàng trăm ca, nghìn ca rồi, người ta có rất nhiều kinh nghiệm để nói với chúng ta, cái này làm thế nào. Và đấy là gì ạ? Đấy là việc trao đổi và giao tiếp hiệu quả. Thế thành ra là trong lúc làm can thiệp ý, thì đôi khi là cười nói đùa đấy cái thứ, nhiều lúc chúng tôi thấy là rất không nên, nhưng nhiều lúc thì nghĩ lại và cũng nên, bởi vì là nếu mà chúng ta quá căng thẳng thì chúng ta không thể làm việc và nó sẽ có biến cố, nhưng nếu mà chúng ta cũng chủ quan quá thì cũng chết, thì cái đấy làm thế nào để chúng ta sẽ làm chuyện đó. Thì đấy là cái kết cấu của chúng ta. Và các bạn nên nhớ một điều, giống như cái phần mềm của chúng ta này, hệ điều hành càng hiện đại thì càng nhiều lỗi. Người ta thấy là gì ạ? Là càng kỹ thuật cao càng dễ sai sót, và sai sót nhiều nhất khi mà thống kê liên quan đến gì ạ? Tim của máy nhân tạo, liên quan đến các kỹ thuật cao của robot. Nó càng cao thì cái khả năng kiểm soát các khâu, khả năng phối hợp các khâu càng phải đòi chặt chẽ, chúng ta sẽ bị hỏng. Thế thành ra là những cái này là những cái chúng ta cần phải thay đổi, nhưng chúng ta cần phải chú ý, và nó đòi hỏi cái kỹ thuật gì muốn triển khai nó càng đơn giản càng tốt. Và tại sao Việt Nam chúng ta nó có những thế mạnh đi trước trên tim mạch can thiệp? Bởi vì chúng ta làm đơn giản hóa các quy trình. Ví dụ một cái điển hình nhất là Nova này, là kỹ thuật của Việt Nam là nhanh nhất và hiệu quả nhất trên thế giới. Chúng tôi đi giảng mãi nhưng mà chúng tôi biết chuyện đấy. Vì sao? Vì chúng cắt bớt các quy trình đi một cách hợp lý để nó đơn giản và nó không sai sót. Còn nếu nó nhiều sai sót quá, không ai làm được. Đấy, thì cái đấy chính vì thế nên chúng ta cần phải lưu ý chuyện đấy. Đây là cái bảng phân loại các biến chứng. Thì chúng ta có rất nhiều loại biến chứng trên tổn thương mạch vành, biến chứng không phải trên mạch vành, và biến chứng trên hệ thống, tức là trên các bộ phận khác. Ví dụ như trên hệ thống là gì? Phản vệ, do đau, tư vấn bệnh nhân lo lắng, vào các bác thấy máy móc chạy rồi các đầu quay xung quanh hốt hoảng, phế vị, không xử trí kịp là đứt thôi. Rồi phản vệ, đặc biệt là thuốc cản quang, chúng nhìn thấy suốt ngày nghe cấp cứu cái chuyện đấy, đúng không ạ? Rồi chảy máu, rồi phù hồi cấp hay là sốc nhiễm khuẩn, đây là những cái biến chứng mang chất hệ thống của toàn thân. Rồi cái biến chứng thay liên quan mạch vành, bây giờ chúng ta phân loại làm nhiều, chúng ta dự báo tốt hơn, chúng ta có nhiều kinh nghiệm phát hiện hơn thì ít có, nhưng nếu các bạn về các trung tâm thì các bạn sẽ phải đối mặt với chuyện này rất nhiều. Chúng ta không quen thuốc, không quen liều, bảo là pha nitro cho giãn mạch vành, chúng ta lại làm thay vì 1 ml chúng ta cho thành 10 ml là đứt rồi, đúng không ạ? Thay vì 1 viên cho thành 1 viên 300 lại thành 4 viên 300, tí nữa chảy máu ồ ạt cũng chết. Hay là ví dụ trong phòng can thiệp mà không có máy thử ICD cũng toi. Thì đấy là những cái trò mà liên quan đến mạch vành, mà cả những cái tổn thương không mạch vành. Còn đối với cả những cái trung tâm mà làm nhiều, chẳng hạn như viện tim mạch thì thực ra là chúng tôi sợ nhất là các biến cố không liên quan đến mạch vành, đường vào và thứ vân vân, là những cái trò mà hay chết nhiều nhất, vì chúng ta hay bị quên, không để ý, không phát hiện được. Chứ một cái mạch vành là những cái mà làm nhìn thấy thì thường là chúng ta phát hiện ra được, và có một cái tỷ lệ nào đấy chúng ta mới bỏ sót thôi. Đây là các biện pháp để dự phòng, checklist,
trao đi đổi lại, vân vân. Và chúng ta đều gọi là học tập trên các cái bộ phận mô phỏng đấy, hoặc là tiêm chọc ở ngoài, hoặc là các cái bài giảng giống như các thầy vừa rồi, thầy Đạt giảng bóng nào làm gì ra sao, thì chúng ta bắt đầu tập dượt các cái chuyện đó để mà chúng ta hiểu. Và dần dần các cái khóa nó bắt đầu đi sâu hơn vào vấn đề là chúng ta hiểu cái dụng cụ đấy như thế nào, chúng ta có thể làm được. Đây là một cái bảng các cái công cụ để xử trí cái biến chứng. Và khi có biến chứng xảy ra thì chúng ta làm gì ạ? Việc đầu tiên khi có biến chứng làm gì? Theo bạn, theo các bạn, nếu có biến chứng chúng ta làm gì ạ? Theo khi có biến chứng, việc đầu tiên là gọi trợ giúp. 911 ấy, khi có ngừng tim thì việc đầu tiên là gì? Phải hô hoán lên. Đây, cái hô hoán là rất quan trọng. Vì sao lại như vậy? Vì nếu chúng ta là người làm chính, nhiều khi chúng ta đờ luôn ra và không xử trí được. Tôi gắn bó cả tim mạch can thiệp mười mấy năm, và làm phụ rất nhiều các cao thủ rồi, và có rất nhiều các bậc thầy của chúng ta, là đến lúc làm xong, đến lúc xảy ra biến cố, người đứng nguyên luôn, không làm được gì nữa. Và lúc đó một thằng nội chú như kiểu tôi đi hô là lấy cái nọ làm cái kia. Tất nhiên là lúc đầu tôi, bây giờ thì đương nhiên là không có chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà khi người ta đã tập trung quá nhiều vào một ca, khi bị quá căng thẳng, người ta sẽ bị mất cái phản xạ những chuyện khác. Và cái ý kiến của một người bên ngoài rất quan trọng, đặc biệt là những người khác có kinh nghiệm chia sẻ hệ thống cấp cứu, có người có tim vân vân. Và khi có xảy ra biến cố, mỗi người làm một việc, cái người này lấy ven, người này chọc mạch, người này bơm hút nọ kia thì mới qua được. Và vì vậy việc đầu tiên của cấp cứu là gì? Là hô hoán, phải hô hoán lên. Và ở các phòng cath lab phải có một cái nút khẩn cấp là khi có biến chứng, việc đầu tiên là gì? Ấn cái nút đấy. Mọi người khác khi nghe cái tiếng đó phải chạy đến. Đấy là quy trình ở trong phòng cath lab để cấp cứu. Đấy, giống như 911 ấy, thì việc đầu tiên là phải gọi người đến, sau rồi chúng ta mới làm. Chứ nếu mà chúng ta cứ lẳng lặng làm một mình, hoặc là chúng ta sai, hoặc là chúng ta bị người ta nghĩ rằng chúng ta gây ra. Đấy là những cái thứ chúng ta lưu ý. Thì bao giờ mở ra thì cũng phải có đồ cấp cứu. Đồ cấp cứu như nào? Dây thở máy đây, chăm sóc đường thở, chăm sóc đặc biệt máy phá rung, các loại thuốc khác nhau, có máy siêu âm tại giường, bộ chọc màng tim, các cái dụng cụ vân vân. Thì đấy là, và đặc biệt là có những cái người đã được kinh nghiệm, ví dụ là ép tim thế nào cho đúng. Ép tim thế nào cho đúng thì tôi có thể nói với các bạn ở đây chẳng hạn là chúng tôi có số liệu là chỉ có cỡ khoảng 20% các bác sĩ nội trú chúng ta là ép tim đúng thôi. Vì sao biết? Bởi vì ép mà có áp lực thì biết ngay là ép hiệu quả hay không. Nhưng mà trong phòng cái lép mắc đường áp lực rồi, ép tim, huyết áp lên có 30-50, trong cái đó một ông điều dưỡng ông nhảy vào ép phát lên luôn 100-120. Thì biết ngay là ông nào ép búng ép sai cả gì nữa, đúng không ạ? Thì đấy là cái gọi là cái thang đo để chúng ta biết được là như thế nào. Thành ra là đào tạo mô phỏng thì người ta mới mô phỏng ông này ông ép có đúng kỹ thuật hay không, có đủ lực hay không. Thì cái động tác mà chúng ta tưởng là đơn giản đấy, thực ra phải tập. Và chính vì thế nên là phải có người được tập luyện thì mới ra được. Rồi các cái trang thiết bị nó phải được gì ạ? Nó phải được bố trí gọn. Ví dụ nhà có xe cấp cứu ở đâu, làm gì, như thế nào, mọi người cần phải biết rất rõ ở đâu, có cái gì. Phải đèn nội quản được kiểm tra. Thỉnh thoảng lúc cấp cứu mở đèn khí quản lên tối om, đúng không? Bởi vì không sao, không thay pin, chẳng kiểm tra gì cả, gít chả có. Nội khí quản thì chỉ có một cỡ 7, trong đó bệnh nhân chúng ta toàn cỡ 8, cỡ 9. Thế thì làm nào? Thế thành ra là chúng ta cần phải có cấp cứu, cần phải có đủ. Hoặc là một cái đơn giản là gì? Là vào phòng can thiệp chẳng lúc nào cũng nghe cả. Thế thì là đến lúc mà đặt nội quản xong nghe chả biết là vào đâu. Thế thì đấy là những cái sự thật cơ gì đó. Như vậy là chúng ta phải có những cái dụng cụ như vậy để chúng ta làm. Đấy, thì như vậy chúng ta mới làm được. Rồi chúng ta có cái bảng kiểm. Đây là những cái bảng kiểm khi mà chúng ta làm theo hệ, đặc biệt là về vấn đề trách nhiệm pháp lý cũng như là giải thích thế nào, dừng các loại thuốc ra sao, phối hợp các thuốc như thế nào thì mới được. Và cái cuối cùng là phải có tiêu chuẩn rõ ràng thì mới ghi nhận được thế nào được gọi là dung thất. Thì cái đấy nó dễ đúng không ạ? Thế nào được gọi là dòng chảy chậm, bắt đầu khó hơn rồi. Thế nào là huyết khối, khó hơn nữa. Thế nào là một cái lóc tách ở động mạch chủ hay là mạch vành tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 ạ? Thì nó phải có cái tiêu chuẩn. Thì trên cơ sở đấy chúng ta mới ghi nhận được và chúng ta mới thống kê lại được. Và đặc biệt quan trọng là phải có cái ghi lại thì mới biết được mà mới rút được kinh nghiệm. Trước đây thì chúng tôi cũng là một cái niềm đam mê để ghi lại, ghi nhận cái này. Xong về thực ra thì là gì ạ? Là các trung tâm càng lớn thì các cái biến chứng nó càng ít dần đi. Còn nếu những biến chứng nào đã xảy ra thì thường là ngoạn mục đến mức mà không cứu được. Cho nên là cũng chẳng có cái gì để nói cả. Nhưng mà cái đấy là cái mà chúng ta sẽ phải lấy vào. Một cái điểm quan trọng nữa là gì ạ? À, lúc xảy ra biến cố thì cái người ở trong cái kíp đấy phải có trách nhiệm ghi lại tất cả các bước. Thành ra khi tôi có biến cố thì việc đầu tiên tôi làm là gì? Ghi lại tất cả các bước. Cứ ghi lại tất cả các bước đã. Thì sau trên cơ sở đấy mình mới
chỗ này mình sai, chỗ này mình soi, chỗ kia như thế nào. Đây là các cái quy tắc để mà dự phòng biến cố, lựa chọn cẩn thận tổn thương, lựa chọn người bệnh để can thiệp. Đừng nghĩ rằng là cái này dễ mà toàn chúng ta toàn có chuyện đấy. Lỗi nó chỉ xảy ra khi chúng ta chủ quan. Lúc nào chúng ta chủ quan là lúc đấy biến chứng xảy ra. Thì là trước một ca làm can thiệp bằng cái này 90% là tốt, nhưng mà vẫn có thể có 1-2% có biến cố. Đến lúc bệnh nhân ra viện rồi hãng nghĩ là ổn. Và đối với cả những thứ, có những thứ bệnh đến bệnh nhân sau 1 tháng rồi hãng coi là ổn, chứ đừng có ổn sớm quá là chết. Thế thì đấy mình phải chọn, đừng tự biến mình thành thợ. Cái chuyện rất là quan trọng. Ôi, cái này nhắm mắt là được mà. Cái này nhiều khi bệnh nhân này lên bàn rồi, tổn thương này hẹp vừa vừa thôi, mình đã cho lên bàn rồi, bệnh nhân này lại quen ông nọ ông kia, mình không đảm gì cũng không được. Thế là bắt đầu làm xong là có biến chứng. Cái này không ổn. Thực sự bệnh nhân này có cần hay không, chỉ định này có cần thiết hay không. Đấy thì đừng tự biến mình thành thợ, lúc nào cũng chỉ thích đào đục đẽo, đúng không ạ, thì rất là không ổn. Thứ hai nữa là gì ạ, bao giờ cũng đầy đủ thông tin. Ví dụ như là những cái động mạch mình kết luận là bình thường, chụp đủ các góc. Có bệnh lý mà rõ rồi thì sao ạ? Ít thôi, bởi vì là nhiều quá nó tốn thuốc, chẳng cần thiết. Vậy đầy đủ các góc. Chiến lược càng đơn giản càng tốt. Ôi giời, cái này mình vừa mới học được cái kỹ thuật bifurcation thì phức tạp hay nhỉ? Cứu lốt thì viết stent ngày nọ, làm xong phát là dính trưởng ngay. Kỹ thuật càng đơn giản càng tốt. Càng đơn giản, càng ít sai sót, càng đỡ ảnh hưởng đến bệnh nhân càng tốt. Nếu không là nó chứng nọ, nó sinh tật khác. Đấy, hiểu rõ các điểm mạnh và yếu của thiết bị. Quả bóng này lên được 4 là được, lên 6 là có vấn đề, vậy chỉ 4 thôi. Đấy, cái stent này, tại sao cái stent này nở 6 phát đã dissect, cái kia 8 thì không sao. À, mỗi một cái loại nó có một đặc thù khác nhau. Cái gai hoai này cũng thế, đến cái góc này này, cái gai hoai này nó phải qua được. Cái đấy thì các bạn nghĩ là kinh nghiệm, nhưng xin thưa không phải. Tất cả mọi thứ nó dựa trên những cái tìm hiểu rất là kỹ càng. Và đấy là lý do vì sao mà chúng tôi thì thường là đòi rất là kỹ. Cái gai hoai này nó như thế nào, uốn cong bao nhiêu là đủ, đến góc nào là vừa. Các cái mẹo để vượt qua kỹ thuật đấy thì thực ra là ngoài cái câu chuyện là mình tinh ý thì còn có một cái là mình tìm hiểu kỹ càng các đồ. Vì thế nên là trước đây thì nội chú chẳng hạn là trước khi vào ngăn thiệp là yêu cầu 3-4 tháng chỉ duyên đi rửa đồ. Đấy, có những thứ mà nhắm mắt lại mình có thể tưởng tượng được, nhắm mắt lại mình có thể tháo lắp một quả bóng một cách. Thì lúc đấy thì lúc có biến cố mình mới làm được. Đấy là những cái thứ rèn luyện, giống như muốn bắn súng ấy, thì phải biết tháo lắp. Thế là đạn nó như thế nào, thì lúc mà xịt thì còn biết đường mà gỡ, chứ nếu mà không thì chúng ta không biết được. Bây giờ chúng ta cứ vào, ui giời cái này hoành tráng nhỉ, chọc một cái mạch mới hoành tráng. Nhưng xin thưa cái đấy không quá quan trọng nếu mà chúng ta muốn giữ phòng biến cố. Biết rõ được giới hạn của bản thân, cái này khó phết đấy. Ngày xưa tôi cũng giảng viên mới ra, mình cái này mà mình mà không chọc được thì thằng nào chọc được. Nghĩ bụng bảo cái thằng trẻ hơn nó làm nhiều hơn, mắt nó tinh hơn, với cả nó không bị áp lực cái gì nó làm tốt. Thế thì tôi né ra một bên để cho nó làm, chứ có cái gì đâu. Khi nào chúng ta đứng né ra được để cho cái thằng ít tuổi, ít kinh nghiệm nó làm cho ta thành công, thì đấy là lúc này chúng ta trưởng thành. Đấy, chứ còn nếu mà lúc nào cái này phải tôi, thế thì tôi hỏng rồi. Thế cho nên là mình phải biết giới hạn. Tương tự như vậy, mình biết giới hạn là cái này đừng nên làm. Phải biết dừng đúng lúc, giống như là trong CTO. Cái này 3 tiếng là phải dừng, 4 tiếng là phải dừng. Đừng có cố, không giải quyết được cái gì cả. Và cái lúc mà tôi nhớ là gì ạ? Cái lúc mà chúng ta có thể bình tĩnh giải thích cho người nhà bệnh nhân về cái chuyện tại sao chúng ta thất bại, thì lúc đấy chúng ta mới tốt được. Cách đây không lâu lắm đâu, tôi có một bệnh nhân, tôi làm xong cái biến cố. Người ta đến, người ta mới hỏi vì sao lại như vậy? Có phải là vì ông đã quá tự tin không? Và không, cái này tôi nghĩ ABCDF. Tôi vẫn nghĩ được là cái thời điểm này là thời điểm có thể cứu được. Tôi vẫn nghĩ là thời điểm này là tôi có thể cố được, và chúng tôi đã cố theo hướng đấy, và kết quả ABC như thế này để làm chuyện đấy. Người ta bảo vâng, thì cuối cùng là tôi cũng hiểu rằng ông đã làm hết sức, ông đã cố gắng. Còn nếu tôi không hiểu chuyện đó thì đây là cái đơn kiện, người ta chia sẵn đơn kiện. Thế thì thành ra là mình hiểu chuyện đó, mình biết được cái giới hạn bản thân, và mình luôn luôn thể hiện sự cố gắng. Chứ còn nếu không thì chúng ta dính trưởng ngay, và nếu mà kiện thì tôi e là các bạn cũng sẽ sạt nghiệp để theo cái chuyện đấy. Thành ra là khi mà làm, khi mà can thiệp, dù cái gì chăng nữa, cái chuyện đấy là cái giới hạn bản thân rất quan trọng. Biết khi nào nên dừng, duy trì cao nhất độ tập trung, nhưng mà phải đúng lúc. Cả một cái ca như thế mà cái mình lại căng thẳng từ lúc chọc mạch, thì làm sao mà làm được cái stent thân trung? Bởi vì là mình mệt quá rồi, cái độ tập trung nó chỉ có thế thôi. Trong một ca nó chỉ có một phì quan trọng thôi. Trong cả làm cái ca TAVI mình có thể rung đùi, nhưng mà đúng lúc thả van thì mình cần phải tập trung. Thì đấy được gọi là duy trì độ tập trung đúng lúc. Cái đấy là phải làm sao? Phải rèn luyện.
Đấy, còn nếu mà chúng ta không rèn luyện được đấy thì chúng ta tập trung hết thì sau khi làm một ca xong mệt không thể làm gì được nữa, hoặc là chúng ta chẳng tập trung gì cả thì chẳng bao giờ nó thành công được. Đấy, thì cái này là một cái kỹ thuật, một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải làm, mà rất may là tim mạch can thiệp giúp chúng ta rèn luyện cái đó. Một ngày cứ làm 40 ca biết nhau ngay, ông cứ làm đến ca 38 mà ông ngủ rồi thì thôi, còn nói làm gì nữa, đúng không? Thì đấy là cái cám chúng ta cần phải rèn luyện. Bây giờ vô cùng quan trọng là rút kinh nghiệm từ các sai lầm mà không may của bản thân cũng như người khác, với một cái đầu óc cầu thị để học tập. Luôn luôn là gì ạ? Cái sai lầm này của bạn cũng có nghĩa là sai lầm này sẽ là của ta. Cái thời điểm bạn, đồng nghiệp của chúng ta xảy ra chuyện đó, chắc chắn chúng ta sẽ xảy ra nếu chúng ta không dự phòng. Nếu chúng ta không làm việc như một teamwork, chắc chắn điện đó sẽ xảy ra. Đấy, đừng nghĩ rằng là ui giời may thế nhỉ, hôm nay nếu mà phải tay mình chắc là tốt hơn. Xin thưa là một bàn tay không bao giờ giơ được 5 ngón cả ngày đâu. Hôm nay chúng ta làm cái này, ngày mai đồng nghiệp chúng ta sẽ làm các cái khác, và vì vậy chúng ta cần phải chia sẻ và làm việc quốc teamwork thì lúc đấy mới học tập được. Và nếu chúng ta còn có một cái môi trường bàn luận được một cách tự do trên tinh thần xây dựng về các cái chỗ biến chứng thì đấy mới là cái môi trường thực sự của chúng ta. Đấy, thì đấy là xin chia sẻ các bạn đồng nghiệp như vậy. Và chính vì thế nên là chúng ta có một cái cộng đồng chia sẻ ứng dụng các biến chứng, học tập lẫn nhau, nhìn thẳng vào sự thật, đừng có quanh co. Giá như thế này thế khác, xin lỗi các bạn, đấy là quanh co. Em làm cái này vì thằng bên cạnh nó thế này thế gọi kia. Nhìn thẳng vào sự thật đi, đây là lỗi của ai, do ai, vì cái gì thì mới khắc phục được chứ. Lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh thì không bao giờ chúng ta tiến bộ được. Đấy. Rồi chúng ta phải xem xét thấu đáo các biến chứng. Và chính vì thế nên là hội nghị biến chứng bao giờ cũng là phần hay nhất trong các hội nghị. Đấy, thì cái đấy là cái mà chúng ta. Và cuối cùng, đứng ở trên khía cạnh quản lý, chúng ta cần có hệ thống giám sát làm nào để làm được chuyện đấy, ngăn ngừa được cái biến chứng đấy. Đấy. Thế thì đây là một vài cái ví dụ minh họa, chẳng hạn đây là cái biến chứng rất là nhiều hình ảnh, chẳng hạn chúng ta bơm khí ở trong mạch vành đầy, mới làm thì đầy. Chúng tôi chỉ cần nhìn cái tốc độ các bạn bơm thuốc vào lòng mạch vành, chúng ta biết được, tôi biết là các bạn phụ bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm, bởi vì đấy là cái tốc độ chúng ta bơm vào trong lòng mạch vành, biết được chuyện đấy. Hoặc là lúc bạn đưa cho tôi một cái xi lanh dịch để mà chúng ta flush một cái ống thông, cái mức độ bạn hút vào trong đấy bao nhiêu thể hiện là bạn được thầy dạy dỗ nhiều ít. Tại vì nó có cữ à, nó phải đủ ít để mà đủ nhiều để mà nó có nước để mà bơm, nhưng nó cũng phải đủ ít để nó có cái độ trễ để chúng ta còn hút để mà qua được cái ống thông. Chứ không phải là cứ muốn thế nào được, đưa cái ống xi lanh ra trong này có 30 lít, cái xi lanh khác có 50 lít, đấy là được gọi là học tập không chuẩn. Đấy là những cái thứ chuẩn nó được rèn luyện. Hoặc là cách cầm cái gai quai, uốn thế nào cho nó chuẩn để mà vẫn giữ được cái hình. Tất cả những cái đấy trông thế thôi, nhưng mà nó phải được học một cách bài bản. Thế thì thực ra là đôi khi chúng ta để cho mọi việc nó đang hồn nhiên như kiểu trẻ, tự nhiên nó đi, nó hồn nhiên nó học, hồn nhiên nó cách. Nhưng mà dần dần chúng ta phải có một cái thói quen là nó tự tinh chỉnh các cái kỹ thuật, chúng ta mới có thể làm tốt được. Thì đây là một vài những hình ảnh. Đây chẳng hạn như đây là cái ví dụ minh họa. Các bạn chụp mạch vành, các bạn đưa cả cái trong lòng mạch vành, cái này có xảy ra không? Đẩy. Làm nhanh quá, xoay xoay sạch quát, một lúc sau nhìn đến gai quai trong lòng mạch vành. Hoặc là có gần đấy nhất thì một ca gì ạ? Xuyên thủng động mạch thận. Vì sao đẩy gai quai nhanh quá? Nguyên tắc là gì? Gai quai đến đâu mình phải nhìn đến đấy. Câu đấy trong sách dạy mình có lúc bao giờ học đâu. Xoẹt 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 phát vào luôn. Bệnh nhân sau khi làm can thiệp về tự nhiên thấy cổ đầy đầy lên thì trong đầu phải nghĩ cái gì ạ? Gai quai mình luồn qua đây nó xuyên qua một nhánh rồi, huyết khối cái gì đâu? À xin lỗi, chảy máu chứ có gì đâu. Thế đấy là những cái thứ mà chúng ta phải lường được câu chuyện đấy. Thế thì những cái đó là những cái chúng ta cần phải tính đến. Rồi làm sao? Nó flash không kỹ, không cho chống đông. Trong máy tính của tôi ít nhất là phải có 3-4 ca, có cả tôi lẫn một số bạn đồng nghiệp của tôi quên không cho heparin lúc làm can thiệp. Thế sao ạ? Tắc huyết khối trong stent. Khá là điển hình và đặc trưng, nhìn cái là biết, lần sau người ta biết là à, cái này là do không cho heparin. Đấy, cái đấy là. Và nếu bây giờ chúng ta có tai biến mạch não chúng ta làm gì? Nếu tai biến mạch não liên quan đến can thiệp thì chúng ta làm gì? Phân loại lập tức đây là chảy máu hay là tắc mạch. Thứ hai là gì ạ? Cố gắng sử dụng dụng cụ hút huyết khối. Không tiêu diệt được đâu, bởi vì phần lớn là do một cục xuyên tắc ở đầu đến. Nó hơi khác các bệnh cảnh bệnh lý nên là chúng ta sẽ cố gắng làm chuyện đấy. Biến chứng khác là gì ạ? Liên quan đến lỗ vào, do kỹ thuật ngoáy mạnh quá, đặc biệt là mấy cái ông mà mới làm ấy. Đấy, ống thông ngày xưa nó cứng, bây giờ ống thông Tiger là ống thông mềm. Người ta đường mạch quay cái trở lực nó ít hơn. Vì sao? Vì toàn bộ cái phần này này ma sát nó nhiều. Độ quay của bạn nó ít. Bạn quay lực rất là nhiều nhưng mà cái lực quay cái đầu ống thông nó ít. Ngày xưa bạn đi mạch đùi, xoẹt phát, đáy sách ngay. Tại vì bạn truyền lực vào đến đâu đi đến đấy. Thế thành ra là làm mạch quay nhiều thì bạn không có cái cảm giác tay là phải xoay thế nào. Đến lúc bạn làm đùi phát bạn bị đáy sách. Thì đấy là lý do là vì sao. Hoặc là bạn không nhìn
đây là những chuyện đái sách ngoáy nọ ngoáy kia, rồi lóc tách động mạch chủ, rồi ngoài chuyện chuẩn đoán nhầm còn do chúng ta, phần lớn là do động tác chúng ta làm. Và đặc biệt là gì ạ, nhiều khi chúng ta cố một phát là dính trưởng ngay. Ví dụ đây là một trường hợp chụp xong phát là sao ạ, lóc tách động mạch chủ luôn. Đấy, thì chúng ta lại đặt stent này này khác, rồi sau khi đặt stent xong chúng ta vẫn nhìn thấy đường lóc tách lờ mờ bên ngoài. Đấy là cái cách chúng ta chặn cái chuyện lại. Rồi chúng ta gì ạ, phải nhìn vào áp lực. Ví dụ đây là hình ảnh điển hình chúng ta làm, chẳng bao giờ làm một cái người làm can thiệp bao giờ cũng phải có bốn cặp mắt: cặp mắt nhìn ống thông, cặp mắt nhìn vào đường áp lực, cặp mắt nhìn đồng nghiệp và cặp mắt nhìn bệnh nhân. Tại vì nhiều khi là đấy là cái chỗ để nó xuất hiện. Để chúng ta làm như này phát, làm xong đường áp lực nó bằng nhau này, chúng ta không để ý thì hóa ra là cái đầu ống thông nó chạm vào thành mạch máu, nó bịt vào đấy rồi, và ta bơm mạnh phát nó dissect. Đây là những hình ảnh mà để minh họa cho các bạn nhìn thấy dissect ở mạch vành do chúng ta gì ạ, do chúng ta bơm thuốc, do tì đầu. Đây là một vài hình ảnh khác để chúng ta nhìn thấy. Đấy, thì khi mà cái đường áp lực như thế này là chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là lúc đấy là chúng ta đã bị rồi, chứ không phải là không. Đấy, chụp xong phát các bạn nhìn thấy không? Nhìn hình ảnh này thì bác sĩ mới làm là đúng là có thể là vứt súng quần luôn, bởi vì là nếu mà chúng ta không xử lý tốt, bệnh nhân chắc chắn chết. Đài sách từ thân trung đi xuống LED. Mà bệnh nhân này có thể là một bệnh nhân chỉ chụp trước mổ bình thường, có thể bình thường, hoàn toàn bình thường, vào vì một cái đau ngực vớ vẩn chúng ta úi giời, cái lẹp mới khai trương phải chụp cho vui, chụp phát tay sách luôn. Thế chứ không phải đơn giản đâu nhé, những cái bình thường nó hay xảy ra, còn nếu bây giờ nó nhồi máu cơ tim cấp rồi thì người ta còn chấp nhận được, đúng không ạ? Thành ra chúng ta cần phải lưu ý. Và đấy là gì ạ? Lỗi của chúng ta không nhìn được áp lực. Đấy là những cái thứ mà đến lúc làm rồi chúng ta mới thấy là như nào. Thì đây là một trường hợp khác. Cái trường hợp này là có bóng động mạch chủ trong cái trường hợp nhồi máu cơ tim cho sốc tim. Đấy, chúng ta làm xong thì sau khi mà cấp cứu xong thì chúng ta sẽ thấy khi mà nó tì mạnh quá, ống thông nó chạm luôn vào cái đầu này, bơm thuốc cái dissect luôn, dissect luôn vào động mạch chủ. Đấy, thành ra là những cái tư thế chụp trước như nào chúng ta phải cảnh giác và học tập. Đây là một cái trường hợp khác, đây chụp thì trông rất đơn giản. Và nhưng mà cái cúp cắt, cúp tiếp theo thì nó dissect một phát từ thân trung ở góc này là vô cùng khó, đưa được dụng cụ vào gần như là không thành công. Đấy, chứ không phải là không. Đấy, một trường hợp khác, đây là cái trường hợp chụp Lima. Cái này các bạn ít nhìn thấy vì chúng ta ít mổ bắc cầu. Nhưng mà bơm thuốc xong bắt, chúng ta nhìn thấy luôn các cái vệt chéo chéo ở đây. Vệt chéo này chính là vệt dissect. Đấy, thấy không? Dissect hết chỗ này. Bơm mạnh quá, cái thuốc nó không thoát ra ngoài được, áp lực cao nó xé hết các mạch ra luôn. Đấy. Thì đấy là những cái gọi là chúng ta cần phải chú ý. Và chính vì thế cho nên là nó sẽ trong các bài giảng sẽ có hình kiểu như này. Lựa chọn ống thông như nào, đi vào đâu để tạo ra chuyện đấy. Tất nhiên đấy là để dành cho bác sĩ làm can thiệp. Nhưng ý nói là gì ạ? Chúng ta ngồi tính toán từng cái lực một để chúng ta biết được là chúng ta lựa chọn cái gì vào như thế nào. Hoặc là ví dụ đầu chúng ta tì vào đâu, làm gì để tăng support, lựa vào ống thông xoắn giết ra sao. Nó có bài giảng, hoặc là chúng ta có cái dụng cụ đặc biệt để thay đổi cái chuyện đó. Thì nó có hết chứ không phải không. Nhưng đấy là cái cách để mà chúng ta dự phòng các biến cố. Đấy, thì đây là cái bảng mà phân loại các lóc tách động mạch chủ ngoài bên cạnh động mạch vành. Bảng phân loại chỉ liên quan đến cái lá trong cùng cái xoang đấy, hay là nó đã liên quan đến các cái xoang khác, hoặc là nó liên quan đến cái động mạch chủ trên mà trên 40 mm. Nếu mà cái này trên 40 mm thì chúng ta phải bắt buộc phải mổ. Còn nếu mà các loại 1 hoặc là 2 chúng ta có thể điều trị bằng khoa. Và nếu cái đấy chỉ ống thông gây ra thôi, chúng ta chặn được cái đầu vào, ví dụ mình đặt được cái stent để chặn không cho nó tiến triển hơn, thì sau một thời gian thì nó sẽ ổn. Thành ra là nếu nó liên quan đến tất cả các cái cúp cắt và lên, nếu mà chủ lên trên 40 mét thì chắc chắn này phải gửi mổ đấy. Nhưng mà thì đấy là cái bảng để phân loại cho chúng ta nhìn thấy. Và vì vậy này, tránh không bơm gần quang, kiểm tra ở phía xa, đặt stent đặt đầu gần, đánh giá tiến triển bằng multi slide CT hoặc siêu âm, và cuối cùng là phẫu thuật. Đây là một vài trường hợp các bạn nhìn thấy không? Cúp đầu tiên thì bình thường nhé, cúp rồi bình thường không? Và sau đó là sao? Dissect. Dissect này nó giống hệt như động mạch chủ, nghĩa là gì? Nó chỉ dừng lại khi nào có nhánh bên to, nghĩa là đối với động mạch vành phải nó sẽ xuống tận đây, giống như động mạch chủ ấy, xuống nó động mạch chậm kiểu vậy. Cho nên là đối với cả động mạch vành phải thì mình phải đặt cái stent ở phía đây trước để mình chặn lại không cho tiến triển thêm, xong mình đặt ngược lên và dò cái đường vào vô cùng khó. Ví dụ trường hợp này chúng tôi phải đi vào dò để biết được đường vào như nào, sau đó mới đặt stent ngược trở lên. Đây là cái cuối cùng sau khi mình đặt xong. Đáng lẽ một cái ca bình thường, cuối cùng mình 4 cái stent. Đấy, nghĩa là
cái đấy nó không phải là cái vấn đề đơn giản. Nên chúng ta cần phải lưu ý chi tiết đấy, nó có những quy tắc nhất định nó giải quyết. Thứ hai là các cái thủng động mạch vành, cái này thì chúng ta cũng biết khá nhiều, thì nó chia làm hai loại. Đây là các cái bảng phân loại lóc tách và thủng động mạch vành, chia được các cái cấp độ khác nhau, tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4, tiếp 5. Đấy, thường là chúng tôi chia làm hai loại đơn giản thôi, một là đoạn gần, hai là đoạn xa. Đoạn gần thì chúng ta bắt buộc phải dùng cover stent, đoạn xa chúng ta dùng các dụng cụ để mà bít như thế nào. Đây là cái bảng chúng ta cách cái xử trí như thế nào. Thì trong cái trang dịch, trong cái này thì trong phòng can thiệp nó có một số thứ, ví dụ việc đầu tiên chúng ta bắt buộc phải phân biệt với cả như thế nào. Ví dụ đây là một trường hợp cay đắng. Cái này chúng ta cứ nghĩ là tràn dịch màng tim, làm si tiêu rất là lâu, tụt áp, cuối cùng cái này là sốc phản vệ, không có một tí dịch màng tim nào. Mình nhìn thấy cái viền bên ngoài mình tưởng dịch màng tim chọc, thì cuối cùng là chọc toàn là bầu bụng, làm gì có dịch màng tim đâu. Thành ra là cũng không vội vàng kiểm tra lại xương đầy đủ thì mới làm. Ca này cuối cùng chết vì sốc phản vệ, bệnh nhân của tôi. Đấy, si tiêu đấy, cuộc đời. Thành ra là cuối cùng là mình phải chụp, mình đưa vào khoang màng tim, mình kiểm tra chắc chắn, đưa gai hoa vào thì mình hút ra được. Tại vì có lần chúng tôi đặt vào thất phải, thủng thất phải. Rồi thậm chí là trong cái hồi mà tôi đi làm nội trú, tôi đi học ở trong miền Nam, phẫu thuật viên đặt dẫn lưu màng ngoài tim, đặt luôn vào thất phải. Đấy, thế không phải đơn giản. Mắt chúng ta nhìn thấy, chúng ta không cho vào thất phải, huống hồ chúng ta chọc. Nên chúng ta cần phải có nhiều bước để kiểm tra. Thế thành ra là cuối cùng là tại sao mình phải test ở đây là thước cản quang, đưa gai hoa vào trong, đặt cái thứ để làm. Đây là những cái trường hợp mà để chúng ta nhìn thấy, ví dụ như là đại đa số những cái trường hợp để do chúng ta bơm quá mức, thì chúng ta sẽ thấy là cuối cùng là nó xì ra ở đây. Sau khi chúng ta đặt bơm giữ tiếp thì nó lại xì tiếp ở những vị trí khác. Đấy, và chúng ta lại phải đặt cover stent để làm chuyện đấy. Cuối cùng là vừa đặt cover stent vừa bít lại mới được. Đấy, đây là những cái trường hợp khác, nó có hai đường vào. Đấy, khi mà có cả mạch nuôi nữa thì chúng ta phải đặt để mà xác định rõ vị trí là cùng đặt. Đấy. Rồi đây là các cái vật liệu để bít lỗ thủng mạch ở đoạn gần, các kỹ thuật khác nhau, thêm stent, thêm bóng, stent sandwich để cover stent. Và đây là các cái vật liệu khác nhau, các bạn nhìn thấy đủ các cỡ, các kiểu. Và đây là cái ngày xưa chúng tôi làm, ông thầy tôi trước khi tôi đi về Việt Nam dạy cho tôi cái bài này, trước khi xuống núi dạy cái bài là làm cái cover stent bằng cái stent thường. Nên mình phải chế biến như này. Đây chính là tay của tôi, không cái chút này. Đấy là hình ảnh này của tôi, nhớ là. Và sau khi tôi trở về thì cuối cùng là đúng có một cái ngay thật là phải làm cái này, vì trong đấy trong cái lát chảo cái gì cả, không có cái gì cả để bệnh nhân toi. Thế cuối cùng là mình đặt cover stent. Tiếc thay là về sau này thì cái cover stent này nó bị tắc lại, bởi cái vật liệu bên trong đấy là vật liệu bóng, mà vật liệu tự quả bóng. Nhưng ít nhất là mình có thể cứu sống bệnh nhân tại thời điểm đấy đã. Một nhóm thứ hai là gì ạ? Một nhóm thứ hai là liên quan đến câu chuyện là cái thủng mạch vành ở phía xa. Các bạn nhìn thấy không? Các nhìn thấy không? Đấy, dòng chảy ở phía xa mãi nhìn đây, và chính vì nó ở xa như thế này cho nên là rất hay bị bỏ sót. Chúng ta chụp chúng ta không chịu nhìn ở phía xa của mạch máu nhưng nó sẽ bị bỏ sót khác nhau. Và nếu mà như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải bít lại bằng các vật liệu khác nhau, có rất nhiều các thể loại khác nhau, spong gel, mỡ tự thân, rồi cái cục máu đông, rồi thậm chí là lấy cái gai quai mạch vành, rồi thậm chí là cắt quả đầu quả bóng nhà đút vào, tùy theo các mạch máu. Thực ra thì nó có nhiều trò, nhiều cách làm, mỗi một cái cách làm này đều có một kỹ thuật và đều là gì ạ? Đều là có một vài bệnh nhân đã từng chết thì mình mới rút được kinh nghiệm. Nên là thực ra là những cái này cũng là rất là thương đau, nhưng ít nhất là trong đầu mình phải biết là cái gì đang diễn ra và mình sai ở đâu để mình có thể làm được chuyện đấy. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần làm. Đây là các cái biện pháp để xử trí thủng mạch vành đoạn phía xa. Đây là một cái kỹ thuật mà thực ra cái lép chúng ta khá thành thạo, lấy cái mỡ của bệnh nhân này tự bịt vào. Đấy, một số trường hợp chúng ta nhìn thấy cắt cái mỡ giả bẹ xong dùng mũi kéo để cắt rồi bơm vào cái đầu nhỏ, thì dùng các như thế nào để có thể làm một chuyện đấy. Chúng ta cũng đã báo cáo một số ca như này trên thế giới và cũng đã đăng bài liên quan đến chuyện đấy. Chú ý tổn thương, đây là một cái tổn thương mạch tận này. Đấy. Chỉ phát hiện được sau khi bệnh nhân về bệnh phòng bắt đầu có tràn dịch màng tim, ra mới quay trở lại nhìn phim mới chụp. Thế là các kỹ thuật để khác nhau để có thể làm được chuyện đấy. Đấy, thì đấy là cái món gọi là thủng lóc tách, thì đấy là những cái thường xuyên nhất liên quan đến vật lý. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy là ví dụ như là gì ạ? Rơi dụng cụ trong mạch vành, chúng ta sử dụng cái dụng cụ này gọi là cái snare để bắt lại hoặc là cuộn lại với nhau. Đây là một cái kinh điển là gì ạ? Chúng ta cho nhiều cái gai hoa và xoắn lại với nhau rồi rút ra, nó giống cái tóc rối. Chúng ta muốn lấy cái tóc ở trên sàn nhà tắm, chúng ta làm như nào? Lấy tay xoa đi cái để cho nó rối vào với nhau. Cái này y xì đúc như vậy. Nếu bây giờ nó rơi một cái đoạn trong mạch vành, chúng ta cho 2-3 gai hoa vào xoắn tít lên, nó mới giữ lại cái chuyện đó, là rút ra được. Đấy, thế còn đương nhiên là gai hoa đấy phải là cái gì, lựa chọn thế nào để cái khả năng dính thì nó là câu chuyện khác, nhưng nó có những cái cách thức khác nhau, và đây là cái mà mình rút ra được. Cái này
một cái stand, một cái bóng rơi nó làm tương tự như vậy. Thế còn nếu bây giờ cái stand chúng ta mà rơi vào đây thì chúng ta làm gì? Nếu nó rơi vào đây rồi thì chúng ta đánh dẹp nó lại. Đấy, ví dụ như là stand đây, hoặc là chúng ta dùng quả bóng rút ra, hoặc là ở đây là đoạn xa, chúng ta luồn quả bóng phía xa, bơm căng lên rút ra, hoặc là chúng ta đánh dẹp vào thành. Đây là cái biện pháp thứ hai là ép dẹp stand vào tại chỗ. Đã rơi xuống đây rồi thì chúng ta đưa quả bóng khác ép dẹp vào stand này thôi. Tôi nhớ một lần làm CTO với cả một chuyên gia người Nhật làm với một VIP của chúng ta đang làm rơi stand. Mình chưa hiểu gì xảy ra vì hồi đấy mình đã có kinh nghiệm quá đâu. Tự mình còn đang thì đã thấy ông trừng mắt ông nhìn mình và sau đó ông rút cái stand ra ông đặt vào luôn vào đấy, ép dẹp luôn. Thế chả biết cái gì đang xảy ra cả. Và cuối cùng ca đấy làm thành công xong mọi thứ thành công nhưng hóa ra là có một stand bị ép dẹp trong thành. Đấy, mà tất nhiên làm mạch vành này thì bệnh nhân vẫn tỉnh chứ cố bệnh nhân nào ấy đâu. Thế mà chả biết, chỉ có mấy ông làm với nhau biết thôi. Kiểu như vậy thì đấy là cái ông đấy là đúng là đại cao thủ trong đấy, tức là người ta bình tĩnh, người ta xử trí. Thì bây giờ mình cũng hiểu ra những chuyện đó và bây giờ nếu mình bị thì mình cũng bình tĩnh xử trí tương tự như vậy, tốn thêm một cái stand thôi, đúng không? Đại loại như thế thì đấy là cái cách chúng ta lấy ra, rồi chúng ta lấy bằng các loại snare khác nhau, rồi thậm chí là nếu mà chúng ta rơi, đây là một trường hợp khác, chúng tôi rơi một cái roi trong lòng mạch vành thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sử dụng cái micro snare để chúng ta rút được cái chuyện này ra. Đấy, thì đấy là mở quá nhiều video ra cái file nó cũng biến chứng đấy, nó cũng treo luôn. Để các bạn đợi làm tí. Thì đấy là cái cách mà để chúng ta xử lý các cái câu chuyện mà liên quan đến các cái biến cố ở trong lòng mà mạch vành. Mà đối với cả những cái biến cố đó thì chúng ta sẽ cần phải có cái cách xử lý riêng. Cái đấy là những thứ mà liên quan đến mạch vành, là những cái mà chúng ta có thể kiểm soát được và chúng ta hiểu được cơ chế, và muốn làm chuyện đó chúng ta phải hiểu rất. Thành ra là nhiều khi chúng tôi cứ làm xong một ca mang giấy ra để vẽ, để xem là cái này là như thế nào, rồi tại sao mình có thể trong các trường hợp khác thì lại có thể được rồi không, và cái biến chứng đó đấy là gây ra là do đâu. Thế thì đấy là cái phần mà biến cố liên quan trong lòng mạch vành. Ngoài ra thì nó còn có những cái biến cố khác liên quan đến bên ngoài nữa, chúng tôi cần phải show note cho các bạn. Đây là ví dụ, đây là một cái trường hợp mà khi đã rơi dụng cụ trong lòng mạch vành thì chúng ta rút ra chúng ta thấy cái gì. Đấy, ví dụ đây là cái stand mình đã rút ra bên ngoài, nó như thế nào, nó đã bị méo dẹt các thứ như thế nào, và nó có một cái phác đồ để xử lý các cái đứt rơi cái dụng cụ trong đấy, thì nó có cái cách để xử lý với điều kiện mình biết nó là cái gì và ra sao. Ở đây một trường hợp khác thì mình cái đây là một cái stand mà sau khi mình kéo ra thì nó bị biến dạng luôn, cái stand nó đang cái stand dài bị nó thu ngắn, nó bị chồm lại. Đấy, vì mà mình bị kẹt cái gai oai. Đây là một trường hợp chúng tôi cũng đã. Đấy, các bạn nhìn thấy cái stand nó bị biến dạng luôn. Và sau đó mình phải tiến hành đặt 4-5 cái stand khác vượt qua một cái đoạn gai oai bị đứt ở trong người. Thì đấy là cái cách để chúng ta xử lý cái tình huống như vậy. Và khi mà bệnh nhân bị, đây là những cái trường hợp khác, chúng ta bị đứt những cái này, chúng ta phải gỡ từng phần nữa. Tình trạng các bạn vẫn nhìn thấy cái ca mà các bạn đồng nghiệp chúng ta hoặc là các y tá trong phòng điều kết lép người ta biết rất là rõ, người ta sẽ rút ra chuyện đấy. Hoặc là vớt lại, hoặc là đây là cái kỹ thuật mà để giải thích cái chuyện mà lúc nãy xoắn như lúc nãy các bạn nhìn thấy, chúng ta cho 2-3 cái sợi dây vào nhau, chúng ta xoắn lại với nhau và sau khi xoắn lại nó thành hệ thống này và rút ra là như thế. Đấy. Rồi tạo ra các snare. Đây là một trường hợp khác mà chúng tôi tự tạo ra một cái snare bằng đường gai oai mạch vành tạo thành hình như này thôi, dùng ống thông để gắp ra, và đây là một quả bóng nó bị đứt. Thế lúc đấy là chúng tôi đang đặt cái stent mạch thận, sau đó bị đứt luôn, gãy luôn trong lòng, và cái đấy nó không hề có cản quang. Đây là trường hợp khác bị đứt đấy, các bạn nhìn thấy. Mình chỉ nhìn thấy là có gai oai đây, có cái bóng đây thôi, và sau đó mình phải dò để mà nó rơi xuống thì mình vớt ra được. Thì đấy là cái hình ảnh mà mình vớt ra được như thế đấy. Thì đấy là các cái rơi, các đồ rơi trong người bệnh nhân. À, một cái nhóm khác rất là quan trọng mà chúng ta cần phải biết, vì cái này là chúng ta theo dõi nhưng nó biết là các cái biến chứng đường vào mạch máu. Ví dụ đây là cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy, thì nó có thể là gì ạ? Nó có thể là tụ máu giả phình, rồi co thắt vân vân. Thì với cái biến chứng này chúng ta sẽ nhìn thấy nó cũng khủng khiếp không kém. Đây là một trường hợp mà chúng ta rút ra cả một đoạn động mạch quay vì nó co thắt, rút luôn cả ra chứ không phải là không. Đấy, thì những cái trường hợp khác bị mút chặt thì chúng ta làm thế nào? Có những trường hợp bị mút chặt vào đây thì chúng ta lợi dụng một cái gọi là chúng ta bơm gây ra cái thiếu máu chi, cứ bơm lên bơm xuống nhiều lần bằng cuốn huyết áp. Thế là nó cứ bơm lên bơm xuống nhiều lần, nó bị thiếu máu chi, nó tiết ra cái để nó giãn mạch. Và từ đấy nó giảm bớt co thắt, nó rút được ống thông ra. Và trước đây chúng ta rút phát ra, nó rút luôn cả mạch quay ra. Đấy nhưng mà là không. Rồi dự phòng cái thứ là như thế nào. Xong rồi nếu mà đây là những trường hợp mà khó đẩy, nó bị mút chặt ở đây thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta đấy, nhìn thấy là mút bị mút chặt vào đây. Và chúng ta cố tình đẩy lên một cái thì nó bị vỡ toàn bộ mạch này ra.
Và chính vì thế nên lúc mà chúng ta rút xong chúng ta phải băng ép để giữ lại, nếu không nó sẽ bị toàn bộ chảy máu. Và chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái trường hợp nó bị tụ máu ở trong cái chuyện đấy. Đây là một vài kỹ thuật khác để dùng có thể đẩy cái ống thông này đi lên. À, khi mà chúng ta, đây là chúng ta đưa một quả bóng nong lên để tạo thành nó không còn cái gập góc giữa cái ống thông và cái dây dẫn nữa thì nó mới trôi lên được, chúng ta đẩy lên được. Rồi đây là các cái nguyên nhân khác nhau để xử lý cái biến chứng của đường mạch quay. Đấy, không thiếu. Đây là cái hình ảnh sau khi bơm xong nó bị toát ra ngoài, và đây là hình ảnh thực tế khi bạn nhìn thấy máu tụ như nào, và có rất nhiều trường hợp nó nổ cái mức phỏng. Không đến nỗi quá trầm trọng nhưng mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta cần phải đối mặt với câu chuyện đấy. Đây là một vài cái trường hợp khác như bị vỡ mạch quay, và đây là các cái băng ép bị sai, kể cái phỏng nước, và đây là cái biện pháp để xử lý các cái huyết khối mạch quay dựa trên cái vị trí, tùy theo cái mức độ vị trí nó bị ở đâu chúng ta sẽ làm các biện pháp như thế nào, tùy theo cái hematom đó. Và đại đa số các trường hợp chúng ta băng quấn thì là đủ, nhưng mà một số trường hợp chúng ta phải mở cả mạch quay, mở cân nữa ra. Đây là một trường hợp khác, chúng ta phải mở cái cân thật sự để chúng ta giải phóng cái mức độ ép ở bên trong. Thế này ra là nó cũng không hề, nó đây một trường hợp khác thật trên thực tế. Đâm ra mạch quay nó cũng không đơn giản như ta thường nghĩ đâu, nó cũng có khá nhiều thứ cần phải làm. Một vài các trường hợp khác thì nó thủng các vị trí ngoại vi khác nhau chúng ta cần phải biết. Đây là một trường hợp mà sau khi chụp mạch xong tự nhiên thấy ngực nó căng phồng lên. Hóa ra là trong lúc làm chúng ta xiên một cái gai dây dẫn qua một cái nhánh phụ, nó tạo thành cái chảy máu ở cái vùng nách. Cái bình thường chúng ta không nhìn thấy. Nên ra là đấy là cái mà chúng ta cần phải xem xét cẩn thận một tí. Những cái trường hợp tụ máu tứ đáp không rõ nguyên nhân thì phải nghĩ đến tụ máu sau phúc mạc. Trường hợp này là ống thông gây ra một cái tụ máu sau phúc mạc, phải xử lý. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là nói về biến chứng thì có rất là nhiều và nó vô cùng đa dạng. Các cái cách giải quyết các thứ như thế nào thì thực ra thì nếu mà là dân can thiệp chúng ta sẽ cần phải biết. Nhưng mà đối với cả những người chung chung về mặt tim mạch chung thì chúng ta cần phải biết là chúng ta đang làm cái gì, có thể đối mặt với cả những cái gì mà thôi. Đây là một vài cái biến chứng khác chúng ta có thể nhìn thấy về sau, những cái thông động tĩnh mạch, những giả phình vân vân. Và đôi khi chúng ta phải bóc ra để mà chúng ta giải quyết. Đây là một trường hợp khác bị phồng lên này này, thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy. Và đấy là cái giả phình động mạch quay, và chúng ta phải cắt ra chúng ta mới được. Rồi những cái viêm vô khuẩn tại vị trí chọc mạch, đây là những thứ chúng ta thường gặp, thì cái tỷ lệ này chúng ta làm là nhiều nhất. Đấy, thì đấy là một vài các cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng là chúng tôi cần phải nói cho các bạn biết để các bạn có một khái niệm trong đầu là chúng ta làm nó cũng không đơn giản như thế và cần phải có một cái cách để tiếp cận để xử. Thế còn nói biến chứng thì chả biết nói đến bao giờ cho hết. Thì bây giờ là giờ đã hết thì chúng tôi xin phép dừng ở đây. Đấy là những cái thứ mà chúng tôi cần phải chia sẻ với các bạn để các bạn có một cái đầu óc hình dung ra được là như thế nào. Thế còn đương nhiên chúng ta làm càng nhiều thì nó sẽ càng có nhiều các biến chứng đặc thù liên quan đến các cái thủ thuật khác nhau. Giống như lúc nãy khi mà trình bày tôi có một cái bảng là chúng ta cần phải theo dõi các loại biến chứng gì đấy ạ, đứng ở trước cái tổn thương đặc biệt.